Tin tiếp theo cho biết các thế hệ trong một gia đình gốc Việt có quan điểm khác nhau về việc luận tội Tổng thống Donald Trump. Về việc luận tội của Tổng thống Donald Trump làm chia sẻ quan điểm chính trị của một gia đình gốc Việt tại quận Cam, ông Bill Di Hoàng, 69 tuổi, sống ở San Diego, là một người ủng hộ nhiệt tình của Tổng thống Trump. Ông cho biết ông không tin rằng Tổng thống Trump đã làm bất cứ điều gì đáng bị trừng phạt. Ông Hoàng là một phần của thế hệ người Mỹ gốc Việt lớn tuổi trung thành với đảng Cộng Hòa. Ông cho rằng những người tự do và đảng Dân Chủ đã quá tập trung vào chính trị ly khai, đến nỗi không thể hiểu được việc một chính trị gia không đặt lợi ích của cá nhân lên trước quốc gia. Ông Hoàng luôn bỏ qua xem các phiên điều trần luận tội Tổng thống Trump và tuyên bố rằng Tổng thống Trump là người mà ông vẫn sẽ luôn ủng hộ. Tuy nhiên, con gái của ông Hoàng tên Lily Hoàng lại không giống như cha của bà. Bà thích một nền tảng chính trị tiến bộ mang tính bao hàm và công bằng, Bà cho rằng Tổng thống Trump không hiểu và không đánh giá cao sự đa dạng, mà chỉ quan tâm đến một số vấn đề nhất định và bất cứ điều gì có thể tạo ra lợi nhuận cho Tổng thống và gia đình của ông. Theo bà, đó là lý do tại sao Tổng thống Trump có vị trí này, đó là vì tiền. Theo LA Times đưa tin, thì bà cho rằng mỗi người chỉ tin vào việc bỏ phiếu và giỏi theo các chính sách đảng phái, mà không quan tâm đến việc người đang giữ vị trí tòa bạch ốc có xứng đáng với nó hay không bà muốn đánh giá ai đó theo từng trường hợp và trong trường hợp này thì tổng thống trump không xứng đáng ở lại trong tòa bạch ốc